chơi khô máu luôn, mắt là tét nhè rồi mà chơi luôn, chơi thêm tập nữa. Cao thủ chân tu Diệp Thiên, chương 1894 đến chương 1902. Mà trong vòng vây này là vô số kiếm mang, giống như có cả nghìn vạn lưỡi kiếm thần binh đang chém loạn xạ bên trong. Mãi đến khi chém sạch vật sống bên trong thì mới dừng lại. Kiếm này thực đáng sợ. Ngụy Phó khẽ thốt lên, không lạnh mà cả người lại run. Mấy người Nhậm Uyển Doanh bên cạnh ông ta cũng kinh sợ bởi sức mạnh kinh khủng mà khoa học không thể giải thích được, gần như quên mất phản ứng. Kiếm vực sao? Trong chốc lát Diệp Thiên đã bị bao vây trong vòng tròn này, vẻ mặt anh có mấy phần nghiêm trọng. Vô số kiếm ý tung hoành bên trong, Diệp Thiên chập hai ngón tay lại, sau đó lại điên cuồng vung tay. Bên ngoài là vòng kiếm khổng lồ cả trăm trượng, một luồng kiếm khí đều đạt đến đỉnh cao. Chính là đòn tấn công mạnh nhất mà cao thủ vương cấp có thể thi triển. Hai ngón tay anh điên cuồng di chuyển, chém quanh người hoặc là đâm, mỗi một đòn đều va chạm với một luồng kiếm khí. Người ngoài nhìn vào thì vòng kiếm này giống như bao phủ vô số kiếm khí. Còn Diệp Thiên tuy bị nhốt bên trong nhưng lại dùng chân nguyên vô song kích động kiếm mang điên cuồng, hình thành một pháo đài cỡ nhỏ kiên cố, không gì phá vỡ được. Dù kiếm khí có dày đặc kinh khủng đến thế nào, cũng có một luồng kiếm khí phá vỡ. Diệp Đế Vương đã rơi vào bên trong vòng kiếm rồi. Bây giờ tuy có thể bảo vệ bản thân, nhưng không có sức chống trả. Cậu ta phòng ngự như vậy, có thể kiên trì được bao lâu đây? Ngụy Phó nhìn Diệp Thiên ở bên trong vòng kiếm khí, ánh mắt vô cùng lo lắng. Cận Vô Trần ngạo nghễ đứng trên không trung, dùng suy nghĩ điều khiển vòng kiếm tấn công, trong lòng vô cùng trấn tĩnh. Chiêu thứ ba hàm quang tâm pháp này của ông ta cũng là một chiêu phong thiên thiên địa mạnh nhất, đủ để phong tỏa cả một vùng đất trời. Trong hơn 200 năm chìm đắm trong kiếm đạo, đây chính là một kiếm mạnh nhất của ông ta. Trăm năm trước, một thân vương của huyết tộc đã bị chặt đứt một cánh tay, hai chân. Trong chính vòng kiếm này của ông ta, chỉ còn lại một cái xác thịt đã dùng bí pháp huyết tộc trốn thoát. Hiện tại ông ta khổ tu thêm 100 năm, vòng kiếm lại càng hoàn mỹ vô khuyết, cộng thêm sức mạnh chân nguyên vô địch vương cấp. Ông ta tin chắc chỉ cần chưa vượt khỏi vương cấp thì không một ai có thể ngăn chặn. Bây giờ tuy Diệp Thiên còn có thể ngăn chặn được trong vài phút, nhưng thời gian càng lâu, ngay cả vương cấp tu vi thâm hậu cũng sẽ chết ở trong. Đây chính là cạm bẫy đất trời, một đòn giết chết. Dù là thẩm phán vương của viện trọng tài, chủ của La Võng, đám người Long Hoàng trước mặt ông ta cũng chắc chắn giết chết được bọn họ bên trong. Ngay lúc này, tiếng quát gào đột nhiên vang lên bên trong vòng kiếm. Phệ Thiên chi thể, mở ra! Chỉ nghe thấy tiếng rống gào của Diệp Thiên, đột nhiên phòng ngự quanh người anh đều bị phá vỡ. Vô số kiếm mang đều lao về phía Diệp Thiên như cá mập ngửi thấy mùi máu, chỉ muốn xé rách anh ngay tức khắc. Diệp Thiên đã buông tay xuống, anh lạnh lùng liếc nhìn kiếm khí dày đặc xung quanh, trên người đột nhiên phát ra ánh sáng lam chói mắt. Leng keng! Vô số kiếm mang cuối cùng đều chém vào trên người anh. Chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, vô số kiếm khí bao phủ quanh người Diệp Thiên, vô số kiếm khí chém đến nhưng không hề suy chuyển được, vẫn mạnh mẽ tiến lên. Anh vẫn mạnh mẽ tiến lên phía trước 3 bước. Cái gì? Ánh mắt Cận Vô Trần lập tức kinh ngạc. Từng kiếm khí trong vòng kiếm ông ta đủ để chém cả xe tăng bọc thép hay vật chất cứng nhất trên thế giới cũng không cách nào ngăn cản được đòn tấn công mạnh mẽ, dày đặc như vậy. Nhưng Diệp Thiên nhìn qua lại như không hề bị thương tổn cái gì. Diệp Thiên dưới thế tấn công dày đặc trong vòng kiếm, động tác thong thả, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bừng bừng sát ý. Ngay sau đó, hai chân anh dẫm mạnh trong hư không. Quân! Không khí dưới chân nứt vỡ, vô số kiếm khí từ dưới chân tan vỡ ngay lập tức. Cả người anh giống như một mũi tên trên không, phóng ra khỏi vòng kiếm rộng cả trăm trượng. Thoát rồi sao? Vẻ mặt Ngụy Phó kinh sợ,
Ông ta thực sự không thể tưởng tượng nổi. Vòng kiếm tấn công dày đặc đáng sợ như vậy, Diệp Thiên lại có thể dùng thân xác công kích rồi thoát ra như vậy. Sao có thể chứ? Diệp Lăng Thiên sao lại có thân xác mạnh như vậy chứ? Ngay cả Cận Vô Trần cũng biến sắc. Đỡ một quyền của tôi đi. Diệp Thiên lao ra khỏi vòng kiếm, ánh mắt lạnh thấu xương. Một quyền từ xa đánh thẳng về phía Cận Vô Trần. Một quyền này không hề có chân nguyên, hoàn toàn dùng toàn bộ sức mạnh phệ thiên chi thể đánh ra. Chiêu thứ ba của Tam Tuyệt Quyền, chấn vũ, âm, âm. Không gian trống rỗng bị đánh ra thành một cái động lớn, quyền thế tạo thành một thông đạo hình tròn chứa được một cả một người, đánh về phía kiếm vực ở chỗ Cận Vô Trần. Cảm nhận được uy lực mạnh mẽ trong một quyền này, ánh mắt Cận Vô Trần nghiêm trọng. Diệp Thiên lại muốn dùng sức mạnh đánh vỡ kiếm vực vô song của ông ta sao? Rầm! Diệp Thiên tung ra một cú đấm đầu tiên, quyền kình như dao long gầm thét, điên cuồng mãnh liệt đâm lên trên kiếm vực. Két, két! Trong khoảnh khắc, quyền kình tiếp xúc với kiếm vực, vô số kiếm mang đột nhiên khởi động trên không trung. Một tia chớp điện sáng chói đột nhiên xuất hiện từ nơi kiếm mang và quyền kình va chạm, sau đó lan rộng ra xung quanh, khí kình vô hình đẩy ra bốn phía, chấn động không thôi. Trên mặt biển, gió dục mây vần, sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn không ngừng. Khí kình mênh mông, cuồn cuộn quét ra xung quanh hơn cả 100 mét. Mặt biển dưới chân hai người bỗng dưng lõm xuống, giống như một cái bát khổng lồ. Cú đấm đầu tiên của Diệp Thiên đã bị đón đỡ. Tiếp tục, cơ thể Diệp Thiên lùi về phía sau mấy bước, Cận Vô Trần đang ở trong kiếm vực. Cả người hệt như một tảng đá chôn dưới mặt đất, sừng sững không nhúc nhích. Nhưng Diệp Thiên chỉ mít miệng, cười một tiếng, bàn chân đạp thẳng xuống, lần nữa vọt lên phía trước, lại tung ra một quyền. Phá! Cận Vô Trần như lão tăng ngồi thiền, không hề lay động, hàm quang trong tay chợt lóe lên, hóa thành luồng sáng trắng chói lóa, mạnh mẽ chống đỡ cú đấm của Diệp Thiên. Rầm, rầm! Trên mặt biển giống như có hai chiếc quân hạm cao cấp đang chiến đấu kịch liệt. Nước biển bắn ra tung tóe, vô số đàn cá bị nổ bắn lên trời. Xương máu bay đầy trời, hai vị cường giả tối cao bên trong vương cấp này lại chẳng hề quan tâm, vẫn điên cuồng chiến đấu. Mỗi khi tung ra một cú đấm, Diệp Thiên đều sẽ lùi về phía sau mấy trượng. Trái lại là Cận Vô Trần, chưa từng lui, chỉ dù chỉ một bước. Trong mắt mọi người, kiếm vực vẫn sừng sững. Dường như Diệp Thiên hoàn toàn rơi vào thế yếu. Cho dù như thế nào cũng không thể đánh tan kiếm vực có 102 của Cận Vô Trần. Nhưng phải bản thân Cận Vô Trần mới biết nỗi khổ sở của bản thân lúc này. Mỗi một cú đấm của Diệp Thiên đánh vào đều khiến ông ta có cảm giác toàn bộ kiếm vực chập trùng không yên. Mặc dù kiếm vực không hề dao động, nhưng bản thân ông ta hiểu được quyền kình của Diệp Thiên đã khiến nền móng của kiếm vực dao động. Ông ta vốn dĩ ở trên mặt biển chừng 10 trượng, nhưng mỗi lần giao đấu với quyền kình của Diệp Thiên, nước biển dưới chân ông ta đều sẽ bỗng dưng lõm xuống mấy trượng, đánh cho nước biển khuấy động mạnh mẽ. Rầm, rầm! Lại là những tiếng vang cực lớn truyền ra. Diệp Thiên bị kiếm vực đánh lui lần nữa, nhưng trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ. Cơ thể anh đứng giữa không trung, bàn chân đạp xuống, sau đó bay cao lên mấy chục trượng. Một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp đất trời. Tiếp tục. Tay trái anh đưa sang tay phải, kéo ống tay áo lên, cơ bắp trên cánh tay phải phồng lên, sức mạnh cơ thể nguyên sơ thuần túy nhất đều chứa được bên trong cánh tay phải này. Tam Tuyệt Quyền, Tam Tuyệt Hợp Nhất, Long Quyền bộc phát. Trong cú đấm này, Diệp Thiên chồng chất uy lực của ba thức đầu tiên của Tam Tuyệt Quyền với nhau, cơ thể và chân nguyên kết hợp đến cực hạn. Một bóng rồng bay ngang trên không trung, trên tay của anh cũng ẩn hiện lên vảy rồng, giống như chân long phụ thể. Rống! Tiếng rồng ngâm vang chấn động đất trời, toàn bộ cơ thể Diệp Thiên đều được ánh sáng màu lam bao phủ. Rồng lớn bằng chân nguyên màu lam tung hoành ngang dọc lao lên gặm nhấm kiếm vực. Đồng tử Cận Vô Trần đột nhiên co rụt lại, cú đấm này đến quá mức nhanh chóng. Ông ta còn chưa vung kiếm thì sức mạnh của Long Quyền đã đánh lên trên kiếm vực. Rẹt!
Chỉ trong chớp mắt, cuối cùng kiếm vực vẫn như lồng giam bằng sắt thép, cũng không thể chịu nổi nữa, bị quyền kình hình rồng phá vỡ. Quyền kình như một con rồng giận dữ lao xuống biển, sau đó cuồn cuộn lao ngược trở lên, khuấy đảo khiến cho kiếm vực vỡ tan. Ánh mắt Cận Vô Trần nghiêm nghị đến cực điểm, cơ thể lùi nhanh về phía sau. Sau khi quyền kình phá vỡ kiếm vực, giống như mãng xà nuốt người, tiếp tục cuốn đến, đuổi giết ông ta xích sao. Kiếm Lam, cuồng phong! Hàm quang trong tay ông ta vung lên tạo thành một vùng ánh sáng, hình thành vách tường mấy chục trượng ngăn cản trước người. Chỉ trong chớp mắt này, ông ta đã ngưng tụ ra 21 kiếm. Mỗi một kiếm đánh ra đều là chiêu thức đỉnh cao, mang phong cách cổ xưa. Cho dù là như vậy, quyền kình vẫn dũng mãnh như rồng, mang theo sức mạnh bẻ gãy, nghiền nát. Cho dù kiếm kỹ của Cận Vô Trần siêu phàm như thế nào, nó vẫn mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, đánh nát những ánh kiếm của ông ta. Trong khoảnh khắc vung kiếm, Cận Vô Trần cũng dần dần lui về phía sau. Cuối cùng, quyền kình liên tục phá tan 21 ánh kiếm, đánh lên trên mũi kiếm hàm quang. Vù! Tiếng vù vù dữ dội vang vọng khắp đất trời. Cơ thể Cận Vô Trần khẽ run lên, sóng khí dưới chân không ngừng nổ tung. Nước biển lại lõm xuống, ông ta liên tục trượt ra ngoài đến cả 100 mét. Trên mặt biển hiện ra một vệt trắng cực dài. Diệp Thiên ngạo nghễ đứng trên trời cao, tay áo bên phải đã hoàn toàn biến mất. Trên cánh tay phải ẩn hiện hình xăm con rồng màu lam, gần cốt hệt như huyền thuyết cứng rắn tạo thành. Một cú đấm chứa đựng toàn bộ sức mạnh của phệ thiên chi thể của anh, có uy lực đáng sợ đến bậc nào, lại thêm chân nguyên mênh mông cuồn cuộn của anh. Cho dù kiếm vực của Cận Vô Trần vững chãi như thế nào cũng không thể ngăn cản nổi. Cú đấm này thực sự đáng sợ. Trong mắt Ngụy Phó bắn ra khát khao yêu thích vô tận. Ông ta đã bước vào chí tôn võ thuật, là mục tiêu vô số võ giả hâm mộ theo đuổi. Nhưng trước mặt Diệp Thiên và Cận Vô Trần, loại sức mạnh có thể cướp đoạt tạo hóa thiên địa, giơ tay nhấc chân có thể dời núi lấp biển mới là thứ mà ông ta thực sự muốn theo đuổi. Cận Vô Trần bị cú đấm của Diệp Thiên đánh lui 100 mét, chân đạp trên sóng dữ, ánh mắt lạnh thấu xương. Ông ta thực sự không ngờ Diệp Thiên lại khó chơi đến vậy. Ông ta đã đánh ra hàm quang tam kiếm mạnh mẽ nhất của mình, thậm chí ngay cả phong thiên địa cũng đã sử dụng tới, nhưng vẫn không hề tổn thương đến Diệp Thiên, còn bị Diệp Thiên đánh lui. Xem ra, sức mạnh cơ thể của cậu ta đã đạt đến trình độ cao nhất mà vương cấp có thể đạt được, thậm chí còn vượt qua cả vương cấp, chính mình cũng không thể sánh bằng. Trong lòng Cận Vô Trần khẽ than thở, cú đấm kết hợp hoàn mỹ giữa cơ thể và chân nguyên này của Diệp Thiên thực sự khiến người ta ngạc nhiên khiếp sợ. Tiếp tục. Khi Cận Vô Trần đang cảm khái, Diệp Thiên chiếm ý lại sôi trào, di chuyển trong chớp nhoáng, lướt một cái là vượt xa hơn 100 mét, xuất hiện trên đỉnh đầu Cận Vô Trần, hai tay cùng một lúc đánh xuống. Két! Cận Vô Trần không hề lùi lại, hàm quang trong tay chớp lóe liên tục. Trong lúc nhất thời, quyền kình kiếm mang va chạm lẫn nhau trên mặt biển Vịnh Thanh La này. Vô số khí kình hệt như tên nỏ mạnh mẽ bắn ra xung quanh, mà nước bắn lên tới tận trời. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều trở nên mơ hồ không rõ. Đã không thể nhìn thấy rõ ràng cơ thể của hai người, chỉ có thể nhìn vào quyền kình kiếm mang mới có thể xác định vị trí của hai người bọn họ. Bọn họ đánh từ mặt biển lên trên không trung, lại từ trên không trung đánh đến bên cạnh bờ biển, cuối cùng lại trở về trên mặt biển. Toàn bộ mọi thứ ở những nơi họ đi qua đều hư hỏng, vỡ nát hoặc tan thành. Đây chính là thế giới của cậu ta, mà đây cũng mới là con người thực sự của cậu ta. Cuối cùng Nhậm Uyển Doanh đã hiểu rõ vì sao một sinh viên đại học đi làm thuê như Diệp Thiên lại đặc biệt như vậy. Vì sao khi đối mặt với nguy cơ, Diệp Thiên đều sừng sững hệt như núi Thái Sơn, sụp đổ ngay trước mắt cũng không hề run sợ. Từ đầu đến cuối đều ung dung, thản nhiên như vậy. Tất cả những điều này đều là bởi vì bản thân Diệp Thiên đã không phải là một người phàm, có được sức mạnh ngập trời mà người thường khó có thể tưởng tượng ra, cũng vượt qua người tầm thường hàng tỷ lần. Cuối cùng, màn mưa khắp trời mỏng đi rất nhiều,
Cơ thể hai người dần dần hiện ra từ trong màn mưa. Cận Vô Trần nắm lấy trường kiếm, mũi kiếm hàm quang lóe lên, những điểm sáng trong suốt, thoạt nhìn vô cùng lộng lẫy. Lúc này hai tay Diệp Thiên đã hoàn toàn lộ ra ngoài. Bắp thịt cả người rắn chắc, hơi thở cực kỳ vững vàng. Diệp Lăng Thiên, cho cậu mở mang kiến thức một chút, xem tuyệt học chân chính mà tôi ngộ ra từ trong sách cổ thời thượng cổ là như thế nào. Cận Vô Trần dựng thẳng kiếm hàm quang trước mặt, một luồng kiếm mang phóng lên tận trời, dẫm nát trời xanh, xé rách mây trắng. Chiêu này là Thiên Tùng Vân Kiếm, chính là võ học của thiên ngoại, riêng nó đã đủ để chém chết cậu rồi. Từ khi giao đấu với cú đấm đầu tiên của Diệp Thiên, Cận Vô Trần đã tích góp kiếm thế, lúc này nó đã hoàn toàn bộc phát ra ngoài. Võ học của thiên ngoại sao? Hai mắt Diệp Thiên nheo lại, cũng không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy chữ này, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe thấy chữ này từ trong miệng người khác. Két! Anh còn chưa kịp suy nghĩ, tiếng kiếm rít gầm gào truyền đến. Kiếm mang chiếu rọi trời đất, Cận Vô Trần chém ra một kiếm này, chín luồng kiếm mang bay vụt ra ngoài, sau đó hóa thành một luồng giống như trong trời đất, chỉ có duy nhất một kiếm này, nổ tung trước người Diệp Thiên. Muốn một chiêu phần thắng bại sao? Tôi chơi với ông. Cảm nhận được kiếm thế sắc bén mạnh mẽ trước người, Diệp Thiên nở nụ cười trêu tức, tay phải siết chặt, sức mạnh cơ thể lại bùng nổ lần nữa. Thức thứ tư, Tam Tuyệt Quyền, Phục Long. Diệp Thiên từng chế Phục Long Dao, chân long chi khí chứa đựng trong cơ thể đã sớm dung hóa hoàn mỹ với cơ thể Diệp Thiên. Cú đấm này vừa tung ra, hệt như chân long cắn nát đất trời, bóng rồng khuấy đảo không trung. Rầm! Nắm đấm va chạm với lưỡi kiếm, tạo thành một tiếng nổ vang trời. Mọi người chỉ thấy hàm quang kiếm trong tay ông ta, trong tay ông tổ, không một ai bị nổi, nhà họ Cận bị bắn ra, mà cơ thể của ông ta cũng văng ra ngoài. Đúng là bị cú đấm của Diệp Thiên đánh văng vào trong biển. Cảnh tượng này bị gia chủ Cận Lãnh Hàn của nhà họ Cận vừa chạy đến nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt thay đổi kịch liệt. Ông tổ, thua rồi sao? Cận Lãnh Hàn, cao thủ đương đại của nhà họ Cận, vốn định tới biệt thự cảng đảo hỏi thăm Cận Vô Trần, nhưng lại phát hiện ra Cận Vô Trần không có ở đâu. Sau đó ông ta cảm nhận được sức mạnh giao đấu mãnh liệt, mới vội tới Vịnh Thanh La. Vội vã đi tới nơi, vừa nhìn thấy cảnh tượng Cận Vô Trần bị Diệp Thiên dùng một chưởng đánh chìm xuống biển và bỗng cảm thấy tuyệt vọng. Ông tổ thất bại rồi. Biểu cảm của Cận Lãnh Hàn trông vô cùng khó coi, nỗi tuyệt vọng bỗng dâng lên. Từ khi ông tổ Cận Vô Trần quay trở về thì ông ta có cảm giác nhà họ Cận sắp được vực dậy. Cận Vô Trần chính là niềm tin và trụ cột của nhà họ Cận. Còn bây giờ, niềm tin và trụ cột đó đã bị Diệp Thiên đánh bại, khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng đến vô cùng. Diệp Đế Vương đã chiến thắng. Ngụy Phó vô cùng vui mừng, cú đấm của Diệp Thiên đã khiến Cận Vô Trần chìm nghỉm, kiếm rời khỏi tay. Điều đó chứng tỏ Cận Vô Trần đã không thể cản được nắm đấm của Diệp Thiên. Là anh ấy, thắng rồi sao? Nhậm Uyển Doanh và Kỷ Nhược Tuyết đứng đó và đồng thời hóa đá. Trước đó, trông có vẻ như Diệp Thiên rơi vào thế hạ phong. Nhưng bây giờ thì kịch thay dường như đã được xoay chuyển. Đôi mắt Ngụy Tử Phó lấp lánh. Từ trước tới giờ cậu ta luôn gọi Diệp Thiên là anh Thiên, nhưng đó chỉ là cách gọi lịch sự mà thôi. Còn trong lòng thì cậu ta vẫn cảm thấy tài lực của gia đình mình tốt hơn của Diệp Thiên rất nhiều, và vẫn giữ vị trí đứng đầu trong mối quan hệ. Giờ đây cậu ta đã biết gã này mạnh hơn mình biết bao nhiêu lần. Hóa ra từ trước tới giờ Diệp Thiên luôn ẩn giấu mình để trải nghiệm sự thăng trầm trong cuộc sống. Ngụy Hải thì xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Một cao thủ như Nam Liệt thì đã có thể thống lĩnh Đông Thăng, quản lý thể lực thế giới ngầm của cảng đảo, được xếp vào hàng tổ tông và không hề yếu thế so với nhà họ Ngụy. Vậy thì một người có thể chèn ép cả thiên hạ như Diệp Thiên thì không biết phải là tôn sùng tới mức nào. Một kẻ mạnh đại năng tuyệt thế như vậy, mà trước đây Ngụy Hải còn nói rằng để Diệp Thiên sau khi tốt nghiệp sẽ vào công ty mình thực tập, sẽ không trả lương thấp. Giờ nghĩ thôi cũng cảm thấy nực cười. Diệp Thiên đạp chân trong không gian, sức mạnh cơ bắp tập trung toàn thân giống như một cây cung được kéo căng,
có thể, phóng đi bất cứ lúc nào. Nguồn sức mạnh đó khó có thể dùng từ ngôn từ để miêu tả. Đây chính là sức mạnh của phệ thiên chi thể. Anh từ bỏ toàn bộ võ kỹ, thần thông, hoàn toàn là sự kết hợp của chân nguyên, là nguồn sức mạnh tinh thuần nhất. Một chưởng, một đạp đã có thể hủy diệt cả đất trời. Rầm, rầm. Những luồng điện xẹt ngang qua không trung, ở phía xa, mây đen ùn ùn kéo đến, như có sinh mệnh lao xuyên không gian và đáp xuống mặt biển. Mọi người đều tập trung vào đám mây đen đó, chỉ thấy đám mây dâng lên cuồn cuộn, một ngai vàng màu đen kịt xuất hiện, rồi một bóng hình đá một chân ra, ngồi trên ngai vàng. Khói đen bao trùm toàn bộ bóng hình người đó, trông vô cùng ma và ma tà quỷ dị. Đó là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt khôi ngô, mặc trang phục lộng lẫy, dát vàng trên cơ thể. Sự xuất hiện của người này khiến cho Cận Lãnh Hàn phải đanh mặt lại. Ngụy Phó cũng nhận ra ngay lập tức. Đây chính là Hắc Thần Vu Chủ của Thái Băng, Hắc Thần Giáo. Ngụy Tử Phó cảm thấy khó hiểu, Ngụy Phó thì kinh hãi, biểu cảm vô cùng chấn động. Một đệ tử nòng cốt của nhà họ Cận đứng bên cạnh Cận Lãnh Hàn đột nhiên lên tiếng: "Gia chủ, đó từng là kẻ đối đầu của nhà họ Cận, là giáo chủ của Hắc Thần Giáo thuộc Thái Bang." Cận Lãnh Hàn gật đầu, càng lúc càng mù mịt. Hắc Thần Giáo chính là giáo phái khủng khiếp, đáng sợ nhất của Thái Bang, nổi tiếng với trùng cổ và tà thuật. Hắc Thần Vu Chủ chính là giáo chủ khủng khiếp nhất trong 500 năm qua của Hắc Thần Giáo. Hầu như tinh thông toàn bộ vu thuật, cổ thuật của Hắc Thần Giáo và đã bước chân vào cảnh giới vương cấp từ 100 năm trước. Vào thời Tiền Thanh, Cận Vô Trần từng đấu không ít lần với Hắc Thần Vu Chủ, có thắng, có bại và coi đối phương là kẻ địch lớn nhất. Cận Vô Trần tung hoành khắp cảng đảo, Hắc Thần Vu Chủ thống trị Thái Bang. Hai người dù ngăn cách ngàn dặm nhưng vẫn có sự liên kết tương sinh. Giờ đây Cận Vô Trần đã bị Diệp Thiên đánh bại, rồi lại thêm một kẻ địch tới, thì tình thế đúng là không còn gì tệ hơn. Diệp Thiên khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Hắc Thần Vu Chủ, anh nhèo mắt cảm thấy buồn cười. Lúc này Hắc Thần Vu Chủ đang nhìn về phía Diệp Thiên với vẻ kinh ngạc cùng biểu cảm hào hứng. Ông ta vừa khéo đi ngang qua cảng đảo, vốn định quay về Thái Bang thì đột nhiên cảm thấy sự giao đấu kinh thiên động địa ở đây, nên mới vội vàng tới thăm dò. Diệp Lăng Thiên sao? Dường như ngay lập tức ông ta đoán ra được thân phận thật sự của Diệp Lăng Thiên và bật cười. Lão hủ ở ẩn tại Thái Bang, nhưng cũng được nghe rất nhiều về đại danh đế vương bất bại của cậu. Hôm nay được gặp mặt, quá đúng là danh như lời đồn, đến ngay cả Cận Vô Trần mà cũng bị cậu chèn ép. Hắc Thần Vu Chủ cảm thán, là đối thủ cũ nên ông ta hiểu rõ Cận Vô Trần có tài năng và thực lực mạnh tới mức nào. Vậy mà Diệp Thiên, một người của thế hệ sau, lại có thể chèn ép được cả Cận Vô Trần. Thực lực còn hơn cả ông ta, đến cả Hắc Thần Vu Chủ cũng cảm thấy kiêng dè. Diệp Thiên không hề trả lời, chỉ nhìn về vị trí Cận Vô Trần bị đánh rớt xuống biển. Một luồng sức mạnh cực lớn phập phóng vọt lên. Âm! Một làn sóng lớn dâng lên tới tận trời. Cận Vô Trần bay giữa không trung, một lần nữa xuất hiện trước tầm mắt của đám đông. Lúc này ông ta đã bị ướt sũng, trông vô cùng chật vật. Có thể thấy để có thể đỡ được một quyền đánh hoàn hảo của Diệp Thiên, thì ông ta đã phải dùng toàn bộ sức lực, đến ngay cả khả năng bảo vệ cơ thể cũng không có. Cận Vô Trần liếc nhìn Hắc Thần Vô Chủ, đôi mắt chỉ trầm xuống, cuối cùng ông ta mặc kệ và chỉ quay qua nhìn Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, phải công nhận rằng tôi không hề mạnh như cậu. Trong số vương cấp, tôi tự cho mình là đỉnh phong, không còn tinh tiến được nữa. Nhưng sức mạnh của cậu đã vượt qua cả tầm hiểu biết của tôi rồi. Mặc dù ông ta bị Diệp Thiên đánh bay, nhưng đôi mắt lại không hề ánh lên vẻ kiêng kỵ, mà chỉ tràn đầy sự tự tin. Đáng tiếc, cậu vẫn chỉ là đang ở vương cấp. Chỉ cần chưa đạt tới vương cấp siêu thoát, thì hôm nay cậu phải chết trong tay tôi thôi. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì cảm thấy hơi kinh ngạc. Ồ, lẽ nào ông vẫn còn át chủ bài sao? Anh thấy Cận Vô Trần thậm chí đã sử dụng cả kiếm,
sau đó còn dùng kiếm pháp thiên ngoại mà đều bị ăn, dùng phệ thiên chi thể kết hợp với chân nguyên đánh bại. Thế mà Cận Vô Trần vẫn còn chắc chắn về khả năng tấn công anh, nên khiến anh cảm thấy hết sức tò mò. Cận Vô Trần không hề trả lời, chỉ đưa hai tay lên. Một làn sóng kỳ diệu lan tỏa, kiếm hàm quang trước đó bị Diệp Thiên đánh bay, thì lúc này bị hút bởi khí tức của ông ta, phá nước lao vọt lên không trung và xuất hiện trên đỉnh đầu của ông ta. Thuật cổ đạo, thăng linh. Ông ta khẽ lầm bầm, toàn cơ thể xuất hiện ánh sáng màu xanh bao trùm, chiếu thẳng lên trời. Không gian như bị nứt ra, từng đường nứt này lan ra bốn phía, khí tức của ông ta cũng bạo tăng như không hề có điểm dừng. Cận Vô Trần lúc này hai chân khẽ xếp lại, ông ta ngồi thiền giữa không trung, khí tức kỳ lạ trên cơ thể tuôn ra liên tục. Cuối cùng Cận Vô Trần mở mắt, một luồng khí tức khủng khiếp từ trước tới giờ chưa từng thấy cuồn cuộn dâng lên. Cả mặt biển bị ép lõm xuống, dù là thuyền cá ở cách đó hàng nghìn mét thì cũng đều bị đẩy dạt cả vào bờ, đến cả thân thuyền bằng sắt cũng bị ép lõm vào. Hắc Thần Vu Chủ thấy vậy thì cũng là tái mặt, ông ta nhìn Cận Vô Trần và kinh hãi kêu lên, đây là khí tức hoàng cấp sao? Cận Vô Trần mang theo khí tức tuyệt diệt toàn thân, trước đó uy thế của ông ta dâng lên hừng hực thì lúc này uy thế đó đã tiêu tan, giống như những thứ trước đó chỉ là giả tưởng. Ông ta ngồi khoanh chân giữa không trung, trước đó ông ta luôn có cái nhìn lạnh lùng nhưng là cái nhìn khinh thường kẻ yếu, còn lúc này hơn cả như thế, ông ta nhìn Diệp Thiên và Hắc Thần Vu Chủ giống như nhìn con sâu cái kiến. Sự thay đổi đó khiến cho Hắc Thần Vu Chủ cũng phải tái mặt. Hoàng cấp sao? Ông ta kinh hãi kêu lên. Trên vương cấp chính là hoàng cấp, rất nhiều cao thủ vương cấp đều biết điều này. Võ đạo siêu thần tự phong là hoàng, đó chính là lĩnh vực vượt qua cả vương cấp. Cảnh giới hiện tại của ông ta giống như của Cận Vô Trần trước đó, đều đã đạt tới vương cấp đỉnh phong và còn cách hoàng cấp có một bước chân nữa mà thôi. Nhưng lúc này Cận Vô Trần đã thực sự thoát khỏi thần cấp và đạt tới hoàng cấp. Nói cách khác, trong trận chiến của Cận Vô Trần và Diệp Thiên thì ông ta đã đột phá lên hoàng cấp rồi. Vút! Hắc Thần Vu Chủ nín thở, đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn bỏ chạy. Hoàng cấp và vương cấp 9 sao chỉ cách nhau có một chút, nhưng cái một chút đó giống như một khoảng cách giữa trời với đất vậy. Một khi bước vào hoàng cấp thì dù có là một vị đại năng vương cấp vô địch thì trong mắt của hoàng cấp cũng chẳng khác gì con kiến, chỉ cần lật tay cũng có thể chèn ép. Ông ta sợ hãi, nhớ tái tới những cuộc chiến đấu trước đó với Cận Vô Trần. Thù mới thù cũ đều trỗi dậy và đột nhiên muốn ra tay. Với thực lực hiện tại của Cận Vô Trần, dù ông ta có khả năng chống lại thì e rằng cũng phải trả giá rất lớn. Hoàng cấp sao? Diệp Thiên nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của Hắc Thần Vu Chủ thì đôi mắt cũng ánh lên vẻ kinh ngạc. Cái từ này lần đầu tiên anh được nghe thấy. Trên con đường võ đạo, cảnh giới là vô tận. Sau vương cấp vẫn còn có cả một phương trời mới. Diệp Thiên biết điều đó. Lúc này khí tức của Cận Vô Trần đã vượt qua cả vương cấp 9 sao và bước vào lĩnh vực trước giờ chưa từng có. Mặc dù lúc này khí tức của ông ta chưa thực sự ổn định, chứng tỏ cảnh giới mới vẫn chưa thật hoàn thiện, nhưng trạng thái lúc này của ông ta so với lực chiến đấu trước đó có thể nói là đã chênh lệch cả 10.000 dặm rồi. Nếu như sức chiến đấu trước đó của Cận Vô Trần tầm 3 phần thì lúc này đã nâng lên thành 10 phần. Có thể tìm được sự đột phá trong quá trình chiến đấu và thành công thì Cận Vô Trần quả là không hổ danh là thiên tài được người đời xưng hô. Khắp thiên hạ này, chắc chắn ông ta cũng là một trong những nhân vật tuyệt thế. Diệp Thiên khẽ lầm bầm, dù trước mặt là kẻ địch không đội trời chung, thì khi nhìn thấy sức chiến đấu của Cận Vô Trần có thể đột phá, anh vẫn phải buông lời khen ngợi. Khí tức trên người Cận Vô Trần đã hoàn toàn biến mất, cuối cùng thì ông ta đứng dậy, liếc nhìn Hắc Thần Vu Chủ. Hắc Thần Vu Chủ tỏ ra cảnh giác, sau đó lùi lại hàng trăm thước. Cận Vô Trần hừ lạnh, giọng lạnh lùng, nhưng không thèm quan tâm mà chỉ quay về phía Diệp Thiên và phất một tay. Cú vung tay không hề có chân nguyên gia trì,
cũng không hề thi triển kiếm pháp, mà hoàn toàn là đánh vào không trung. Âm! Trong không gian, nguyên khí cuồn cuộn tập trung vào một chỗ. Nguyên khí trong phạm vi hàng trăm thước tập hợp tạo thành một chưởng ấn khổng lồ và sáng trưng. Chưởng ấn này không có chân nguyên nhưng lại to tới hàng trăm thước, bao trùm toàn bộ và đổ ập từ trên xuống dưới. Lấy sức người thay cho sức trời đất, dẫm nhập trời đất, đây chính là chiêu thức của hoàng cấp. Hắc thần vũ chủ kinh hãi, đồng tử co lại với vẻ không dám tin. Sao lại có thể như thế chứ? Ngụy Phó trước đó còn vui mừng thì giờ phải đanh mặt lại. Trước đó Cận Vô Trần vốn đã bị đánh chìm xuống biển bởi một chưởng của Diệp Thiên, có thể nói là đã gần như bị đánh bại. Vậy mà lúc này Cận Vô Trần lại giống như mới được gia trì thêm sức mạnh, khiến sức mạnh mạnh hơn gấp đôi trước đó. Thần uy của ông Tổ. Ở trên một du thuyền gần đó, Cận Lãnh Hàn khẽ cúi người, khuôn mặt tỏ ra vui mừng khôn xiết. Biểu cảm tuyệt vọng trước đó đã được thay bằng sự tôn kính và sùng bái. Diệp Thiên đành mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy nặng nề. Đối diện với Cận Vô Trần lúc này, anh bỗng nhiên nảy sinh ra cảm giác nguy hiểm từ trước tới giờ chưa từng có. Hết rồi, hên quá. Cái cổ của ác là muốn banh rồi đó. Nhưng mà thấy hết rồi, mừng. Lần đầu tiên thấy chuyện hết mà mừng. Quái dị thiệt. Thôi, mọi người mà nghe xong cái tập này chắc cũng phải 1-2 giờ sáng. Thôi ngủ ngon nha mọi người.